Ơi, ngày hôm nay tôi sẽ review cho mọi người xem mới sẽ là một cái áo như thế này đây. Từ sở ngoài cũng vô này, một cái áo second hand lại gọi là áo Mỹ nha mọi người. Nó như thế này đây, nó rất là rộng và nó rất là bự luôn á trời, và nó rất là đơn giản nha, vừa đơn giản mà vừa rộng vừa bự như thế này mọi người. Đó, mình nói là ok luôn á. Size này là size XL luôn, rộng lắm, em này rộng lắm. Đó, và đường may của em này cũng khá là chắc chắn nha. Đường may em này cũng khá là chắc chắn, và áo second hand như thế này là được chị tôi tặng nha mọi người. Chị ở đó tôi làm chung được tặng, chị thì anh tặng. Chung là vậy đó. Chị học luôn chị. Tay áo của em nói nè mọi người thấy không? May một cái đường chỉ là chắc chắn luôn, cái cổ thì nó sẽ chỉ nhỏ thôi, tại vì second hand mình đâu phải là hàng local hay là hãng đâu mọi người. Nó mặt sau của nó sẽ trơn tru như thế này, đây mặt sau của nó sẽ trơn tru như thế này luôn, nó mới rất là rộng luôn. Còn ở mặt trước nó sẽ in cái hình máy tính như thế này, một cái làn chữ đó, còn như là trơn tru chân luôn. Để tôi mặc thử cho mọi người xem ha. Áo này đó tôi hay mặc lắm, tại vì do là bây giờ không có mặt nữa mà, thấy không, tôi chồng cái đầu vô tôi vô cái màu à. Rồi bây giờ tôi mặc tôi còn rộng chắc luôn. Rồi bây giờ nó rộng kinh thôi mọi người, giờ nó còn rộng lắm, giờ nó còn rộng kinh thang luôn á, rộng hơn cái áo hiện tại tôi đang mặc cái này mọi người. Nó rất là rộng luôn á, rộng như vậy rộng lắm mọi người ơi. Rộng và giải second hand á, đối với tôi thấy nó rất là ok nha. Nhầm cái nó dày lắm, nhầm cái dày mà đẹp dữ trời lắm. Nhầm cái trời, nhầm người người ta lấy áo second hand á, người ta phối đồ người ta đi chơi bao đẹp luôn á. Tôi cũng có đồ second hand chơi rồi thì nó ổn áp lắm á, đẹp lắm. Dạ, trời, giờ tôi sẽ dài dòng cho mọi người xem ha. Giờ tôi sẽ bán lên. Sẽ kẹt sao đây. Đợi mọi người đợi tôi một xíu. Quay vừa ăn quá chứ đó. Thì đó nhà với ly á, ăn á là chia ly nước cốt, nắm chia ly đó họ mình đồng tiền lại mình mua một con gà rồi mình trải chiếu mình ngồi ăn á. Do là mấy đứa này nó mới đó mình thua, nên mấy đứa này đó mình thua, nó không có tiền. Tôi còn nè, Liêm còn, anh Sang còn, Hào thì không còn, Hào không có mà người, Hào nó mới quỷ bộ đồ đó banh đấy rồi, 1.2 thì cộng cộng lên trên là 16-17 bộ gì đó. Anh Hoàng rút ra gì rồi, anh Hoàng rút ra rồi, anh Hoàng rút ra gì rồi,
rồi xong rồi giờ Hào nó không có tiền lấy, nó rút luôn. Bữa nay là gom tiền nè, bữa nay gom tiền đá banh nè. Thứ sáu thứ bảy lấy, thứ bảy hồi tối tụi nó hẹn tôi thứ bảy đá 3-6-7 làm biến lắm mọi người ơi, thì thật sự đó là làm biến luôn á trời. Không phải là tại vì mình đá lại cái là mình chậm nhẹ chứ thật sự là nó làm biến đi, tôi làm biến đi thật sự luôn mọi người. Đi lên chọn đậu tùm lum tà lẹ, chứ không phải giữ đồ kỹ nữa. Trời ơi, không giữ đồ kỹ là rồi đó. Cho đi thì ai đã thử, tôi lấy đôi giày của anh ba rồi. Đau bụng quá à, thơm quá à, rồi đau bụng. Trời đau bụng dữ lắm trời. Đau bụng dữ nó thôi rồi luôn. Rồi, cái clip sau đi tôi sẽ kể về cho mọi người nghe sự tích cái hồ bơi ở đây. Ông nội ơi, tự làm, tự bi, tự diễn, rồi giờ ít người đi luôn. Yeah. Nè, biết có mấy huynh đệ có học buổi chiều không? Để có học buổi chiều nè. Cái này hỏi lúc nào mọi người, để tôi một xíu nha. Thôi thì clip cũng khá là dài, tôi sẽ kết thúc clip tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào những cái clip sau nhé. Đấy, bây giờ thì bye bye mọi người.